cầu Thanh Lương, chiều dài 66,44 mét. Là bắc ngang qua con sông Bồ đây mọi người. Bên kia là Hương Trà, thì bên này là Quảng Điền. Kính chào quý khách. Huyện Quảng Điền đó, em đi từ đường 1 vô khu vực Từ Hà rẽ vào, từ đường 1 rẽ vào đây, làng Thanh Lương, có cầu Thanh Lương. Ở đây có cái cầu Thanh Lương thì có chợ, chợ Phước Yên. Chợ Phước Yên, chợ này học buổi sáng, chợ nhỏ, chợ khá là nhỏ, không lớn lắm. Giờ là 10 giờ sáng, đến 10 giờ sáng. Thì hàng chờ như thế đây. Còn là mấy gì mày mê bán các cái hàng hoa quả trái cây, rau trầu thì trực chờ. Thứ sáu thì hàng ăn uống bây giờ cũng đã tán tâm rồi, rất là nặng, có 8-9 độ C ở Huế trong những ngày qua. Đây là làng Phước Yên. Dạ. Khu vực trung tâm có chợ, có đông nhà ở dân cư, đường xá rộng rãi. Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, thành phố Huế. Đây là Bồ Gia Môn Tử Đường. Cái đây cái chùa Phước Yên bác đây đây. Chờ đây có chùa nữa, chùa Phước Yên. Bên kia như một ngôi chùa. Ngôi nhà thờ của bà con. Đấy. Nhà thờ, nhà chùa giống nhau. Ngôi nhà thờ ở đây rất giống nhau này. Có cửa là cửa rương đó, cửa của những cái kiến trúc nhà rương như bên này. Đây chính là cổng chùa, chắc là như vậy. Hôm nay mọi nhà chùa Phật Yên rộng lớn lắm mà, ra đến đây là chắc phải đây chùa Phật Yên 200 mét nữa. Đi vào một lần cho biết, tôi sẽ đi vào về để chắc phải ra lại đó, vào này cần con mọi người. Đây con thò thì được biết đến nhiều kia vườn cây rau mã xâm lược bên dưới đó, rau mã xà con thò rất có tiếng nha. Mỗi làng có mỗi cây đặc trưng, nhà đi mòn phải đinh làng biểu màu công trình. Đây cất chè đốt bê tông đường xã thăm mớt cứ chà, toàn là vườn rau mã. Đây nặng đi chắc tồn nước lắm đấy, đốt từ Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Phật Yên, cái biển, cái bảng kính mừng Phật Đản, lễ đại lễ Phật Đản vẫn đang còn bên trên. Trong tham quan bên trong chùa như đang xây dựng vị trí, chùa đang xây dựng mọi người, rất đông công nhân người nhà chùa đang làm từ bên trong. Trong tham quan rất là rộng lớn. À,
chùa Phật Yên, ngôi chùa của làng quê thì cũng không lạnh như là do suy nghĩ chùa rộng lớn lắm đó mọi người. Chùa ngôi chùa của làng các năm xưa cũng là niệm Phật đường, sau này thành chùa của an làng luôn. Nhìn cái cổng hơi to nhưng mà thì bên trong cái chùa thì như đang còn công trình cũng không lớn lắm, dạ vừa vừa đó. Cái này như lớn đi ngoài đường là đã thấy đó, nhìn vô đã thấy cái những cái công trình đó. Cái đình người ta, một ngôi đình nhà thờ hoàn văn, nhà thờ người ta đang đổ râm lê, đường xá rộng rãi. Đó là chùa Phật Yên, làng Phật Yên. Cũng mà chùa cũng không cao rộng lắm, không lớn lắm mọi người, nhà vừa vừa đó. Nhưng mà chùa mà cao là thì đi ngoài cũng có thể nhìn những cái công trình. Ở đây bên này thì ra khỏi trong chùa thì những ngôi nhà thờ này mình lận mà thì được làm thì phải. Như một ngôi chùa, cái những vườn rau má xanh mướt của xã Quảng Thọ, làng Phước Yên, xã Quảng Thọ. Có hàng quảng rộng mở này, một trung tâm của Phước Yên này, thôn Giáp Túc. Dập trung, dập đông, dập tây, dập kiên, như cái tên gọi bên Hương Trà, Hương Toàn, cũng như bên phía Quảng Điền. Ở đây hàng quảng khá là nhiều đấy, nhà ở bà con làm khang trang ghê mọi người. Dù ở thì một bên như thơ còn bên kia thơ là cảnh đông. Những ngôi nhà thơ ở đây rất là giống nhau, kiến trúc. Được con sông Bồ ôm tròn và con phía bên trên thì làm rất là nhiều vườn, được nhiều vườn rau má. Chợ lễ trên đàn dòng họ. Đó, đình làng, đình thờ, nhà thờ ở Huế, đi ngang các làng quê rất là nhiều mọi người. Đó, kiến trúc thì thường là giống nhau cả, đình thờ quang lẫn để tám à nhà cái đền thờ quang lẫn để tám rất là dòng sông. Nhà vườn rộng rãi mặt mẹ bên con sông hiền hòa nữa. Bên dưới sông thì bè cả và cũng rất nhiều xuyên suốt vô đền.
cả, thường thường người ta nuôi ba nên người ta nuôi cả trọng nhiều. Đó, để có thả con xuống cho ăn. Cá trầm cỏ, cá rô, cá trê. Nó xuyên xuống, dài dài lắm. Bên trong sông. Con đường vòng trong độ uốn lượn của con sông. Trường tiểu học Quang Thọ. Vào đây là vào lại về khu vực chợ Hương Phong. Sông mát mẻ hiền hòa, ngày hè nắng chảy ra, làng lá vẫn thường, rất nhiều tên làng khi chúng ta đi ngang qua cả cái tuyến đường liên thông xóm nha. Bên kia chắc là lá vẫn thả, đường này là tuyến đường tỉnh lộ 19 đấy, đường đi ngược lại sẽ ra xìa mọi người. Tây hướng đi vào bên con nước sơ. Đây là cái vẻ đẹp từ cả con sông ôm tròn là các làng quê ở Huế chạy vào với con sông Hương. Huế có ba con sông lớn, sông Ô Lâu, sông Bồ và sông Hương. Đường chạy đi qua Đầm Phá, cho nên mọi người có nghe về có cái Đầm Phá Tam Giang đấy, ba con sông lớn hồi tù đó. Phá cho nên đặt cái Đầm Phá tên là Tam Giang. Rồi kết thúc thuyền Quảng Điền, hẹn gặp lại quý khách. Trong kia là Hương Trà, qua cái cổng này ta vẫn giới của Hương Trà đó và Quảng Điền. Và chợ Hương Cần vào qua cầu và chợ Hương Phong. Cầu Hương Cần dân sống bên con sông, bên kia là chợ Hương Toàn. Nhìn từ trên cái cầu những cái chợ rất là nhỏ nhưng mà xuống dưới chợ khá là lớn mọi người. Đó là khu vực chợ Hương Toàn khi chúng ta rời khỏi hoặc tiền đi vào Hương Trà. Thế là như thế này và ngang qua làng quê cho vào bà con, mọi người xa gần cùng biết thêm Huế. Và thầy Thu Vy cái xem video của anh vui, em xin kết thúc video nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.
Dạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.